sắp có sự thay đổi đối với dịch vụ chăm sóc người cao tuổi tại nhà, in-home aged care. Chính phủ liên bang sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn để quý vị có thể sống an toàn tại nhà và tiếp tục sống vui vẻ và độc lập trong cộng đồng của quý vị. Nhiều người Úc cao tuổi sẽ được hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi tại nhà, chẳng hạn như hỗ trợ việc nhà, giúp tắm rửa và mặc quần áo, chăm sóc sức khỏe và y tế bổ trợ. Quý vị sẽ không gặp bất kỳ sự gián đoạn nào đối với dịch vụ của mình trong khi những thay đổi này có hiệu lực. Quý vị sẽ có chọn lựa để quản lý ngân quỹ riêng của mình và chọn nhiều nhà cung cấp cho các dịch vụ khác nhau của quý vị. Nếu quý vị hiện đang có các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi tại nhà, thì quý vị sẽ không cần phải làm bất cứ điều gì. Nhà cung cấp dịch vụ sẽ liên hệ với quý vị để cho biết điều gì sẽ xảy ra. Nếu quý vị hiện không nhận được các dịch vụ tại nhà, một nhân viên phụ trách hồ sơ hoặc đối tác chăm sóc sẽ hỗ trợ quý vị tiếp cận các dịch vụ và quý vị sẽ có sự lựa chọn các nhà cung cấp. Những thay đổi này có nghĩa là có nhiều lựa chọn và kiểm soát hơn cho người lớn tuổi để tiếp cận các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi tại nhà có chất lượng. Nếu từ 65 tuổi trở lên, quý vị sẽ cần phải đăng ký với My Aged Care để xem liệu quý vị có đủ điều kiện tiếp cận các dịch vụ hay không. My Aged Care là điểm khởi đầu của quý vị để tiếp cận các dịch vụ chăm sóc người cao niên do chính phủ tài trợ. My Aged Care giúp quý vị tìm hiểu những loại chăm sóc hiện có, nộp đơn xin thẩm định, tìm các nhà cung cấp dịch vụ và nhận được hỗ trợ quý vị cần để duy trì sự năng động và độc lập trong cộng đồng. Để luôn cập nhật những thay đổi đối với chăm sóc người cao tuổi tại nhà, hãy xem thông tin ở cuối video này. Truy cập vào myagecare.gov.au hoặc gọi 1800-200-422. Đối với dịch vụ biên dịch và thông dịch, gọi 131-450 và yêu cầu gọi cho myagecare qua số 1800-200-422 để sử dụng dịch vụ tiếp âm toàn quốc. Hãy truy cập vào nrshcat.nrscall.gov.au/nrs hoặc gọi 1800-555-660. Thông tin này đã được soạn thảo bởi Hội đồng thành phố Mooney Valley và được hỗ trợ bởi Bộ Y tế Chính phủ Úc. Để biết thông tin về các dịch vụ địa phương, chúng tôi khuyên quý vị nên gọi cho My Aged Care để tìm nhà cung cấp dịch vụ tại địa phương của quý vị.